Cụ thể, ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Chân Đại 1994, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, và Hoàng Văn Thám 1986, ngụ xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, nghi phạm liên quan đến việc đổ dầu thải nguồn nước sông Đà. Điều khiến dư luận niềm nở là cung đường di chuyển bất soàn của xe ô tô và những kẻ đổ dầu thải đầu độc nguồn nước rất phức tạp. Bởi, nếu nhóm nghi phạm trên nhận dầu thải từ công ty gốm sứ Thanh Hà đi thẳng tới khu vực đổ dầu thải chỉ khoảng 71 km, thời gian di chuyển khoảng 2 giờ đông biển. Tuy nhiên, nhóm này đã thuê xe từ Bắc Ninh lên Phú Thọ với khoảng cách khoảng 125 km. Nhận hàng xong, lại chở từ Phú Thọ về cất giấu ở Hương Nghiêm với quãng đường 119 km. Đến 2 ngày sau ngày 8 tháng 10, nhóm này thế hệ chở chất thải từ Hương Nghiêm với quãng đường khoảng 81 km lên tỉnh Hòa Bình, lén lút đổ chất thải, sau đó bỏ trốn. Như vậy, quãng đường nhóm này di chuyển lên tới 320 km. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, xác định động cơ, mục đích của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Chiếc xe ô tô liên quan đến vụ việc. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tổ chức truy cầm Lê Đình Vũ, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, được xem là kẻ chủ mưu đã thuê hai người trên chở dầu thải tới xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ xuống suối. Tại cơ quan công an, bước đầu Đại và Thám khai nhận ngày 6 tháng 10, được Vũ thuê lái xe tải từ tỉnh Bắc Ninh đến công ty gạch vốn sứ Thanh Hà có địa chỉ ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, nhận 10 thùng chứa khoảng 10 mét khối dầu thải, sau đó di chuyển về công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Cao Su Mi ở xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, gửi xe và hàng. Đến ngày 8 tháng 10, hai đối tượng trên cùng Vũ chỉ dẫn hai ô tô từ Hương Nghiên nối tiếp vận chuyển các thùng chất thải đến địa bàn xã Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, rồi đổ các thùng dầu xuống đầu nguồn nước dẫn tới biển Đầm Bài nơi cung cấp nước cho nhà máy nước sông Đà.